Thúy Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 4, quý vị đang đến với phần tin Headline News và sau đây là tóm tắt những bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là lại thêm một vụ cảnh sát bắn chết người tại Minneapolis dẫn đến một cuộc biểu tình ngay sau đó. Vào đêm ngày hôm qua, Chủ nhật ngày 11 tháng 4, khoảng 100 người đã tụ tập xuống đường và đối đầu với lực lượng chức năng. Chỉ vài giờ sau khi một viên cảnh sát bắn chết một thanh niên 20 tuổi có tên là Doug Bright ở ngoại ô của thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Lực lượng vệ binh quốc gia cũng đã được triển khai đến khu vực này ngay trước nửa đêm. Nạn nhân được cho là đã vi phạm giao thông vào chiều ngày 11 tháng 4. Cảnh sát phát hiện người này đã từng vi phạm và muốn bắt giữ. Người này không chấp hành, quay trở lại xe. Một sĩ quan ngay lúc đó đã nổ súng vào nạn nhân. Theo ghi nhận, thì một số vụ cướp bóc đã diễn ra tại một số khu vực. Thị trưởng của Brooklyn thông báo trên Twitter rằng ông sẽ ban hành lệnh giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng thứ Hai ngày hôm nay. Hoa Kỳ đang dự tính chi tiền mặt để viện trợ cho các quốc gia Trung Mỹ nhằm để ngăn chặn các cuộc di dân hiện nay. Ba quốc gia này bao gồm Honduras, Guatemala và El Salvador. Ngoài ra, thì Hoa Kỳ cũng có thể viện trợ thêm thuốc chủng ngừa cho người dân tại ba quốc gia vừa nêu. Đó là thông tin do cố vấn Tòa Bạch Ốc loan đi trong cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc viện trợ tiền mặt này sẽ được tiến hành như thế nào. Được biết, chỉ trong tháng 3 vừa qua, cảnh sát biên giới đã bắt được 168.000 người. Đây được cho là con số cao nhất kể từ năm 2001. Vaccine COVID-19 của hãng dược Johnson & Johnson gây biến chứng tại một số địa điểm chích ngừa ở tiểu bang Georgia. Vào hôm thứ Tư, 435 mũi vaccine của hãng dược Johnson & Johnson đã được tiêm cho người dân tại một địa điểm ở tiểu bang Georgia. Ít hơn 2% người được tiêm đã có nhiều phản ứng phụ khác nhau sau khi được tiêm. Mặc dù tỷ lệ tương đối ít, song chính quyền tiểu bang Georgia đã yêu cầu Johnson & Johnson phải có sự hợp tác trong việc điều tra nguyên nhân. Theo ghi nhận, đã có hơn 10.000 liều vaccine đã được tiêm tại tiểu bang này. CDC hiện đang tiếp tục theo dõi phản ứng phụ sau tiêm đối với vaccine Johnson & Johnson tại tiểu bang Georgia cũng như tại 3 tiểu bang khác, bao gồm Iowa, Colorado và North Carolina. Thưa quý vị, giá xăng trung bình của Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức là 2.94 đồng cho một gallon. Đó là thông tin do Fox News loan đi vào hôm 11 tháng 4. Các chuyên gia nhận định giá xăng trong những ngày sắp tới có thể sẽ duy trì ở mức ổn định hoặc là sẽ có giảm đôi chút. Theo ghi nhận, giá của một gallon khí đốt thông thường hiện đang cao hơn 93 xu so với một năm trước đó. Giá trung bình cao nhất trên toàn quốc hiện tại là 3.99 đồng cho một gallon ở khu vực vịnh San Francisco. Mức trung bình thấp nhất là khoảng 2.50 đồng một gallon xăng ở Baton Rouge, Louisiana. Tổng thống Joe Biden ra lệnh thành lập ủy ban nghiên cứu những thay đổi cần làm tại tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Sự thay đổi đầu tiên là thời gian phục vụ cần phải được chuyển đổi từ vô giới hạn sang có giới hạn. Đồng thời, số thẩm phán tại tối cao Pháp viện cần thêm nhiều người hơn nữa. Ủy ban nghiên cứu này đang có đến 36 người, phần lớn đều là những người có học vị cao. Ủy ban sẽ công bố nhận xét sau 120 ngày nghiên cứu. Ủy ban có thể đưa thêm nhiều đề nghị thay đổi khác tùy vào các yêu cầu của Tòa Bạch Ốc. Trung Cộng thú nhận vaccine COVID-19 do hàng sản xuất không có hiệu quả cao. Thật là hiếm hoi khi ngành y tế của Trung Cộng đưa ra lời thú nhận này. Được biết trước đó, Bắc Kinh công bố vaccine của họ có hiệu lực khoảng 79%, thế nhưng lại không đưa ra chi tiết kết quả các cuộc thử nghiệm nào. Tuy nhiên, các cuộc tiêm thử thăm dò ở Brazil cho thấy kết quả chỉ có 50%, trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ thì đưa ra con số lạc quan hơn, đó là có hiệu lực khoảng 80%. Người đứng đầu ngành y tế Trung Cộng cho biết đang mong muốn các công ty dược phẩm trong nước sẽ đổi sang bào chế vaccine mRNA. Bản tin cuối cập nhật về vụ đảo chánh tại Myanmar. Thưa quý vị, đã xảy ra một vụ nổ bom bên ngoài một ngân hàng thuộc sở hữu của quân đội Myanmar ở thành phố Mandalay vào sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 4. Một nhân viên bảo vệ đã bị thương trong vụ nổ. Trong khi đó, số dân thường thiệt mạng sau các cuộc biểu tình tính đến thời điểm này đã tăng lên con số là hơn 700 người.
ngân hàng nơi xảy ra vụ nổ hiện đang phải đối mặt với áp lực tẩy chay kể từ cuộc đảo chính xảy ra. Nhiều khách hàng đã yêu cầu rút tiền tiết kiệm của họ. Bất chấp đổ máu, những người phản đối cuộc đảo chính vẫn tiếp tục biểu tình ở nhiều nơi trên đất nước. Cũng trong ngày Chủ nhật ngày hôm qua thì có rất nhiều sinh viên đại học cùng với các giáo sư đã diễn hành qua các đường phố của Mandalay và thành phố Makita. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.